các bác. Các bác thân mến, đây là những chú đại biểu đáng yêu của chúng ta. Và với kênh Bán Phân Lớn Đại Biểu Toàn Quốc của Thao Trinh Quân Ánh bắt đầu đã được nhiều người tin dùng và đã được nhiều người đặt hàng cũng như chuyển tiền và đã mua cho chúng tôi. Và hiện con giống của chúng tôi đã bay đi khắp cả nước, trong đó là có những vùng miền rất là xa. Đó, ví dụ như đơn này là chúng tôi tôi sẽ minh họa như sau. Ví dụ như đơn này là của chúng tôi là của một khách hàng đến xe miền Đông Sài Gòn 0966996452, ok đấy. Đó thì đây là bao gồm cả bao mì vận chuyển. Lúc bé thì phải để ý nó nhé. Thì mình có thể là giải cái thảm hoặc cái đệm đấy cho nó ngủ vào ban ngủ để nó ấm bụng, nghĩa là nằm nó ấm bụng nhé. Thắp nếu mà trong đó không biết là có lạnh không hay là như nào, nhưng mà nóng à. Nóng thì có nghĩa là cái nhiệt độ ưa thích của nó là từ 27 đến 33 độ nhé. Dạ, nó là thấp nhất không? Cái nó rông dao động. Ở đây ba mấy không à? Ở đây 37, 38, 40 không à? 38, 40, nhưng mà buổi tối như nào? Buổi tối bao nhiêu độ? Dạ, buổi tối thì 3 mấy, 2 mấy, 30, 3 mấy. Ở đâu? Dạ, ở Tây Ninh. Tây Ninh à? Ok. Dạ. Nếu mà như thế thì thời tiết như thế là rất phù hợp để nuôi con đà điểu con, nhớ chưa? Dạ. Thì hai vợ chồng nhà con thì cũng đã tin tưởng chú, gửi tiền cho chú qua tài khoản trước đúng không? Bây giờ là con ở chính xác địa chỉ con ở đâu, Tây Ninh nhỉ? Ở Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh. Ở Gò Dầu, Tây Ninh. Mà bây giờ là nhận được 5 con đà điểu mà chuyển từ ngoài Hà Nội của đồng chí Thao Cô Gái đúng không? Thì bây giờ là tạm thời là thấy là như thế là khỏe mạnh, ưng ý đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ là về là cho nó uống điện giải này, cho nó uống điện giải nhớ chưa? Rồi cho nó uống nước hòa mấy bên cũng lấy một chút thôi. Thế còn khoảng một tuần nữa thì hoặc là mấy hôm nữa thì thái cái rau muống thái nhỏ ra cho nó ăn. Nếu mà nó ăn một tuần nữa hả? Nãy là chồng con đi nó lọ mua ngoài chợ về nó cắt miệng cho ăn rồi. Kệ nó, cho nó ăn cũng được, nghĩa là ý là cho nó ăn thì cũng được, nhưng mà ý là rau thái rau muống rau nhỏ là cho nó ăn riêng ra nhá, đừng trộn lẫn với cám đó. Mình mang ra cho nó vô cho nó ăn một lúc xong thì lại bỏ đi cho gà ăn, đừng để nó chua nhá, nó chua là nó đi ngoài. Đấy, nhưng mà cái con này nó phân của nó bao giờ nó có một tí trắng trắng, như nó không phải là đi ngoài đâu, màu của nó là như vậy. Con cũng mua thức ăn xong rồi con mua men tiêu hóa rồi này kia rồi bệnh rồi đầu cho nó luôn, cho uống nước á bác. Thế nó ăn nó uống tốt rồi chứ? Nó tại vì con nãy con mới về nên mà con nói chồng con chờ tiếng cho ăn đi, chị em mệt nên chờ tiếng cho ăn. Còn hồi tối thì ở nhà nghỉ thì con chồng con cho ăn cơm đỡ, không có gì ăn cho ăn cơm đỡ luôn. Thế là hai vợ chồng rất là buồn cười, rất là ấy nha. Gửi từ ngoài này là hôm đó là gửi từ lúc 2 giờ chiều ngày thứ 6. Thế vậy vị trí là đến tận 10 giờ đêm ngày chủ nhật mới nhận được đúng không? Dạ. Và bây giờ là sáng ngày thứ 2 bây giờ mới bắt đầu toan mà nó vẫn khỏe mạnh. Nhỏ là cách mà mình chuyển con giống rất là chuẩn để cho anh em các vùng miền, mọi miền Trung Quốc là nuôi. Thì bây giờ là lưu ý là làm cho nó ăn cái cám 21% đạm, cái cám tốt nhá. 21% protein. Con mua cám nào thức ăn gà con cho nó ăn. Gà con đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ nó bé thì không nhất thiết phải thả ra rộng quá.
và quan trọng là giải cái đệm cho nó, hoặc là nếu mà có cát thì giải cát khô nhá, đừng cát ướt. Thì nếu mà nó mà đi phân ra thì lấy cái gì hóp bỏ nó đi, xong thì là để ý nó một chút nhá. Đấy, về cơ bản là như thế thôi, còn nếu mà có cái vấn đề thì bất thường thì điện luôn cho tôi nhá. Nếu mà buổi tối mà nó mà thời tiết nó xuống dưới hai xuống dưới bóng đèn như là con không bác. Tóm lại là nhiệt độ ưa thích của nó. Thờ vào nó phải bốc nơi ấm áp, và nhiệt độ ưa thích của nó là tầm 33 độ nhá. Dạ, bóng đèn 120 cho giống như là con ấm. Đúng rồi, nói chung là phải giữ nó trong vòng khoảng 20 ngày nữa thì bắt đầu nó mới ăn mạnh, bắt đầu nó lớn nhanh. Dạ. Giai đoạn này là cũng không nhất thiết phải chỉ ăn nhiều đâu, nó quan trọng là nó sẽ ổn định, dạ, nó khỏe mạnh hơn. Được được cái tâm con tính mạng cái nó chứ đừng tham lớn thì mình thả ra rộng hơn. Đó nhá. Dạ dạ dạ. Bỏ vốn tiền ra mà bây giờ nó cũng bằng con nó cũng phải. Dạ chứ ngày qua ở dưới nằm nghỉ một bữa tốn tiền quá ta. À. Xe nó cũng làm khó, nó cũng không muốn có xe chịu chở, có xe không chịu chở nữa. À. Trung tâm thành phố rồi chở ba gia cầm cho xuất từ nhà. Nó nói là có kiểm định mà cái nên nó mới lấy, nhưng mà nó ăn cũng hơi mắc. À. Thế là từ bến miền Tây đi lên trên bến xe miền Đông là hai vợ chồng trẻ là gọi là thuê nhà trọ nghỉ ở đấy để chờ để lấy ra đà điểm đúng không? Dạ, lấy 11 giờ đêm về quanh lại nhà nghỉ ngủ rồi sáng khuya 4 giờ mới về. Thế nhưng mà nếu mà không mua con đà điểm này thì làm sao mà có những kỷ niệm đấy được? Dạ, dạ. Tại chồng con nôn nao bữa đông như lắm nè, nó mới điện quá trời, ngày qua điện nhà xe rồi điện xe rồi điện quá trời luôn. Tại vì cũng sợ đi xa mấy bữa rồi không biết nó có đúng bị rồi gì không. Nhưng mà hôm qua nhờ hôm qua nhận cái là cho mua nhà nghỉ là cho nó uống nước luôn đúng không? Dạ cho uống nước à, chứ là tiếng sau cái lại mấy hộp cơm cho nó ăn mà cũng mổ mấy thùng muối đó nên là lại mấy hộp cơm cho nó ăn mà có con ăn có con chưa ăn cho nên là sáng giờ giờ mua thức ăn được cho nó chút nữa cho nó ăn. Bây giờ là về nhá, về là cho nó thoải mái đi, yeah, ấm áp cho nó rồi để ăn đấy, để nước uống đi giải với bên cũng lách nó là nó uống xong rồi tự nó ăn dần, nó phải ngày hôm sau nó mới ăn bởi vì nó đi nó sẽ mệt đúng không? Thế nếu mà chẳng có nói tại là nó còn hơn người ta nữa, tại người ta đi còn ăn còn nghỉ còn nó đi không có ăn gì luôn nha. Ừ, được rồi. Thế rồi cứ nuôi đi nhá, trong quá trình nuôi thì có mất gì vấn đề không hiểu hoặc là ấy thì cứ điện cho tôi đến số điện thoại là 0163535982 này tôi sẽ tư vấn thêm nhá, hoặc là bà con trong vòng 2 phút. Cảm ơn bác. Ok nhá. Dạ. Chào nhá. Nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Tôi rất là cẩn thận. Bây giờ là cái ekip của chúng tôi sẽ chuyển xuống văn phòng ở bến xe Mỹ Đình. Chuyển xuống văn phòng ở bến xe Mỹ Đình. Các bạn thấy là không hề đơn giản khi mà cung cấp con giống đà điểu. Bởi vì con này nó rất là to và rất là gì khó hiếm, độc lạ. Thế các bạn biết là con giống thì nó phải đẹp đẽ, vuông tơ như thế này. Và trên cái màn ảnh nhỏ các bạn đây là cái lúc buổi chiều, lúc 2 giờ hơn. Tôi đang đứng tại cơ quan của chúng tôi. Đang đây là những hình ảnh của cơ quan. Và các bạn biết là một chút nữa thôi, chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là cái xe của chúng tôi, xe người nhà đi từ tại đây qua cổng này đây, con đường này đây sẽ nhận và niêm phong đảm bảo trách nhiệm đầy đủ cho chú đà điểu chúng ta lên và vào đến khu trung tâm Hà Nội và bắt đầu là gửi xe đi Bắc Nam. Đó, thì các bạn thấy là tại cơ quan đây rất là gì uy tín, rất là chất lượng. Tôi có thể zoom cái biển đã gửi sang ban tặng 100 quả trứng đà điểu và đã ấp nở thành công 27 con. Và ông tổ của Việt Nam bắt đầu từ 27 con đà điểu này. Các bạn phải nắm bắt được cái lịch sử nguồn gốc nó như vậy.
và đến bây giờ thì đã được nhân giống ra các vùng như Hải Dương, ở khu vực miền Nam, ở khu vực Thanh Hóa, khu vực miền Trung rất là nhiều. Thì các bạn thân mến, là cái con đà điểu như sau. Chúng thuộc tính của chúng, chân có hai ngón. Đấy, các bạn thấy chân có hai ngón chứ không phải ba ngón. Cái ngón ở khoai này nó đã được tiến hóa và nó đã cụt đi rồi. Nó vì cái nhu cầu nó chạy trên sa mạc rất là cao. Thế nên lưu ý các bạn khi chuyển đi xa này, các bạn thứ nhất là không lên tham chọn con to quá, bởi vì chúng nhỏ thì chúng càng tiêu hao ít năng lượng, và những cái loại này thì cái khả năng sinh tồn nó rất là cao, nó bóc trứng ra là chúng ta có thể ung nuôi được rồi. Nên là nếu như mà bóc trứng ra thì chúng có thể nhịn rất là thời gian rất là dài, và nếu như các bạn sử dụng xử lý tốt thì nó đi có thể được 2-3 ngày. Đấy, thì trên màn ảnh của các bạn đây là những cái lớp lưới này, vì sao những cái lớp lưới này để thao cô gái đã nghiên cứu sau nhiều lần, nhiều đơn hàng gửi đạt được con giống thì chúng ta biết là nó thì êm ấm, và gì nếu nó có đái ra đây thì nó sẽ thấm xuống dưới. Dưới là cái gì? Dưới là một cái lớp đó, các bạn thấy là dưới là một cái lớp, mà đây này, đây là những cái giấy vệ sinh, giấy thấm nước đó. Dưới, và dưới nữa là một cái lớp tiếp theo đó. Thì những cái thùng xốp này, thứ nhất là nó đảm bảo cái độ êm. Đấy, độ êm. Thứ hai là nó sẽ không tạo sự ồn, hay là cái phần đáy này thì các bạn thấy là gì, nó không nước nó không rỉ ra nhà xe, bởi vì các bạn biết là xe đường dài thường là xe chất lượng cao, và nếu như các bạn gửi không đảm bảo sạch sẽ, không đảm bảo tính ấy, cũng ảnh hưởng đến con người, thì các nhà xe sẽ không cho gửi đó. Thì sau nhiều lần nghiên cứu thì mình sẽ quyết định gửi cho các bạn những cái loại tầm như thế này, là loại mà mình thấy là đã từng gửi đi Gia Lai, đi Cờ Đông Băng rất là nhiều rồi đó. Để mình sẽ báo cho là 452. Các bạn thân mến, mình sẽ gọi cho các bạn 452 ngay tại bây giờ. Các bạn thân mến, mình sẽ gọi bạn 452 nhật ký qua hôm qua. 452. Ok. Đó, đây các bạn biết. Đó, 0966 996 452. Và đúng ở đây cũng vậy thôi, 0966 452. Và mình xin phép bật ra ngoài ra để mình thông báo. Không biết là có nhấc máy hay không, bởi vì mình cũng không nắm chắc được cái việc nhấc máy hay không là do khách hàng. Nhưng mình sẽ thông báo là bắt đầu gửi chiều hôm nay. Ok. Em à, bên anh Thao mà chuyên cung cấp con giống đa điểu đây em ơi. Thì em ơi, thì chiều nay anh bắt đầu gửi ở ngoài Hà Nội nhá. Ừ, chiều nay là sáng ngày mốt là em nhận được. Rồi tớ sẽ ghi rõ cái trên cái hộp là có niêm phong của tớ, và ghi rõ là có 5 con đựng trong cái hộp xốp đó, và nót lệm rất là cẩn thận nhá. Và chiều đã gửi xa hơn như thế rồi, vẫn ok mà. Gửi vào Công Tơ Đo, rồi vào Cờ Băng Gia Lai, rồi gửi vào miền Tây còn gửi rồi mà. Thế chiều nay bắt đầu gửi ngoài Hà Nội mà. Trên cái kênh của tớ thì tớ sẽ đăng cái clip này của cậu lên, thì cậu có thể nhìn qua 5 con rất là đẹp đó, mình rất là tuyển chọn rồi nhé. Rồi thì ngay chiều nay sẽ đăng tiếp cái video này luôn. Thì thực tế mình ở dây duy nhất là mình chuyển đi các tỉnh và các miền thôi, chứ còn ở đâu nữa, tại vì ở đây nó là ống tổ con đà điểu rồi.